Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xử lý giúp cho cô bài để khảo sát chất lượng của trường Tiên Du Bắc Ninh. Thì cái lộ trình của chúng ta là chúng ta sẽ cùng nhau xử lý một loạt các cái khi nào có đề của khảo sát chất lượng của trường nào thì chúng ta sẽ đảo qua xem các trường như thế nào. Nói chung là theo kinh nghiệm năm ngoái của cô thì thấy là nó là một điều là gì? Nói chung các đề thi thử của các trường cũng tương đối sát so với đề thi của bộ đấy. Thế cho nên là chúng ta làm nhiều đề thi thử rất là tốt. Nào, vậy chúng ta sẽ cùng nhau xử lý cho cô xem là cái đề này thì nó sẽ như thế nào. Chúng ta nhìn giúp cho cô câu đầu tiên đó là gì? My boss doesn't mind what time I start or finish work. Đúng không nào? Chúng ta có bốn đáp án A, B, C, D. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cho cô nào. Chúng ta nhìn giúp cho cô câu đầu tiên nhé. Câu đầu tiên xem nó là đáp án đúng là đáp án gì nào. Có bốn đáp án này. Đúng không? Có bốn đáp án này. My boss doesn't mind what time I start or finish work. My boss doesn't tell me what time I should or finish work. There is no difference. Đúng không? Chấm chấm chấm. Nói chung là có bốn đáp án đấy. Chọn đáp án gì giúp cô nào? Cái câu này mình sẽ thấy vấn đề nó là gì? My boss, đúng không? Tức là sếp của tôi thì cũng nói chung là cũng chẳng quan tâm đến là cái thời điểm nào mà tôi bắt đầu công việc cả, đúng không? Vậy câu gốc thì nó là như thế. Bây giờ mình xem là các cái câu khác thì nó như thế nào. Ok chưa? Câu gốc này. Chờ tí để cô lấy cái tôi tính giờ. Ôi giờ rồi. Nào, khổ quá hôm nay cái khay tính giờ của cô nó lại bị hỏng. Bắt đầu nhá. Cái câu đầu tiên này có nghĩa là gì? Sếp của tôi. Ở đây chúng ta có từ doesn't mind tức là không phiền, đúng không? Nói chung là cũng không quan tâm lắm, không quan tâm đến làm sao mấy giờ thì tôi bắt đầu công việc. Tức là giờ nào cũng được. Đấy, giờ nào cũng được. Và chúng ta sẽ nhận thấy cái câu A trong trường hợp này có nghĩa là gì? My boss doesn't tell me, tức là sếp của tôi thì không nói với tôi what time, tức là cái thời gian mà tôi làm sao nên bắt đầu công việc. Đúng không nào? Đấy. Vậy thì câu này chúng ta sẽ nhận thấy sai ngay cái việc là doesn't not tell me, đúng không? Thì câu này chúng ta sẽ thấy sai ngay cái đáp án này. Câu B là it make no difference to my boss what time I start to finish work. Tức là gì? Nói chung là cũng không có gì khác biệt. Không có gì gì gọi là khác biệt đối với sếp của tôi về việc mấy giờ tôi làm sao bắt đầu hay là kết thúc công việc. Đúng không nào? Đấy, tức là giờ nào cũng được. Đấy, có thể là giờ nào cũng được, miễn là công việc của nó hoàn hảo, nó trôi chảy là được, có thể đem về nhà làm được. Vậy câu này có vẻ ok nhất, đúng không? Chúng ta cũng make no difference, tức là không có cái gì khác biệt cả. Và câu C trong trường này tức là sếp của tôi và tôi, đúng không? Câu này có nghĩa là sếp của tôi và tôi are of one mind, tức là hai người cùng một tâm trí, thì mình dịch là đồng ý về cái việc là mấy giờ, đúng không? Tôi làm sao bắt đầu hoặc kết thúc công việc. Vậy chúng ta cuối cùng là be of one mind thì chúng ta bằng từ agree, đồng ý. Vậy thì câu này chúng ta cũng sẽ thấy chắc chắn là sai rồi, không liên quan gì đến cái việc đồng ý hay cái không đồng ý cả. Và câu giờ trong trường này là tôi không nói với sếp của tôi mấy giờ tôi làm sao bắt đầu hoặc kết thúc công việc, vì anh ta làm sao có quá nhiều thứ trong đầu. Vậy câu này chúng ta sẽ thấy là sai hẳn nghĩa rồi, chẳng liên quan quá gì cả, đúng không nào? Vậy câu này chắc chắn đáp án đúng phải là đáp án gì? B. Đấy, B là đáp án đúng nhất nhá. Nào, chúng ta xử lý cho cô câu sơ xong câu số 8 rồi câu số 9. Bài bài đầu tiên là bài đọc, thì em có thể xem bài đọc ở trên nào. Bạn nào cần đáp án thì em có thể inbox lấy đáp án được. Bài đọc cô không chữa ở trên mạng bởi vì nó lâu lắm. Một là nó rất là lâu, hai là các em rất là khó tập trung đối với bài đọc nhá. Nào, chúng ta cùng nhau xử lý cho cô câu số 2. Câu số 2 để tính giờ nhá. Câu số 2 nào. Đợi tí để cô tính giờ. Câu số 2 mình có 30 giây đi, mỗi câu mình làm khoảng 30 giây. Dành khoảng 30 giây để làm. Bắt đầu. Trong lúc đấy mình xem này, they are always talking about it but does nothing. Có biết I order that they not talk about it. Có biết I want them not to talk about it. I would rather they did something about it instead of just talking about it. I would rather they had something about it instead of just talking about it. Đúng không? Nào, xử lý cho cô nào. Ok. Vậy câu này chúng ta sẽ thay vấn đề cho cô như sau. Đó là gì? Tức là cái câu gốc là họ luôn luôn. Họ luôn luôn. Đúng không?
nói về nó mà chẳng làm cái gì cả, chẳng làm cái gì cả, tức là chỉ nói thôi mà chẳng làm cái gì. Chúng ta ở đây mình có từ always đúng không, chúng ta có cấu trúc be always cộng thêm câu với verb hình, tức là mang tính chất phàn nàn. Phàn nàn về cái việc gì, ok chưa nào? Nào chúng ta nhìn cho câu A. Câu A là I order that they not talk about it, tức là gì? Tôi làm sao đây, tôi ra lệnh rằng, tôi ra lệnh rằng làm sao họ không nói bất cứ cái gì về nó đúng không? Đấy, không nói bất cứ cái gì về nó, ok chưa? Đấy. Thì cái câu này chúng ta sẽ nhận thấy có từ order. Order thì chắc chắn mình sẽ thấy sai hẳn nghĩa rồi, không liên quan. Câu B là I warn them, tức là tôi cảnh báo họ, đúng không? Không nói bất cứ cái gì về điều đó, đúng không nào? Vậy thì câu này chúng ta cũng sẽ thấy từ warn ở đây là cảnh báo. Thì chắc chắn từ cảnh báo ở đây thì cũng làm sao sai hẳn nghĩa rồi. Câu tiếp theo là I would rather. Ở trong trường hợp này chúng ta sẽ nhận thấy cấu trúc would rather. Would rather cộng với verb nguyên thể và would rather somebody cộng với cả verb chia quá khứ đúng không? Muốn ai làm gì? Muốn ai làm gì hoặc là thà làm cái gì? Đấy thì đấy là cấu trúc. Vậy câu này có nghĩa là gì? Tôi muốn họ họ làm điều gì đó. Điều gì đó thay vì vì việc là chỉ nói về nó thôi. Tức là chỉ nói thôi chả làm được cái gì cả. Như vậy câu này nghe có vẻ hợp lý đúng không nào? Còn câu giờ trong trường hợp này vẫn cấu trúc là would rather cộng với verb chia quá khứ cũng dịch là gì? Tôi muốn làm họ, tôi muốn muốn này họ làm cái gì đó. Thế thì cái câu này chúng ta chưa cần xét tiếp, chúng ta chỉ cần nhớ giúp cho cô, chúng ta chỉ cần nhớ giúp cho cô đây mình có từ had done. Had done ở trong trường hợp này nó là had chia cho cô phân từ hai, tức là thằng này chia cho cô quá khứ hoàn thành. Vậy thì khi quá khứ hoàn thành thì chắc chắn là sai rồi, vì cấu trúc ở đây là bắt buộc verb phải chia cho cô quá khứ chứ không phải tụt hẳn về quá khứ hoàn thành, vậy sai cấu trúc đúng không nào? Thì câu này chúng ta chắc chắn thấy đáp án đúng là đáp án C thôi, ok nhá, đơn giản. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 10. Bài này viết lại câu của đề của một trường này khá dài đúng không nào, nói chung là cô thấy cũng khá dài, bắt đầu nhá. Nào, câu này, they expect that recent changes will bring about an overall improvement in the quality of the country's education. Và chúng ta sẽ có bốn đáp án, nói chung là khá dài, các em dành thời gian suy nghĩ một chút để ra ai xem ra được đáp án gì nào. Có ai ra được đáp án gì không? Từ hết giờ. Nào. Nào. Câu 10 này nhìn dài hết hồn luôn, đúng không? Nói chung là làm bài mà cứ ra câu dài là ngại rồi. Chúng ta nhìn câu số 10 này. Câu gốc là như thế nào? They expect that, tức là họ kỳ vọng rằng những cái thay đổi gần đây sẽ bring about, tức là sẽ mang lại, đúng không nào? Cái gì đây? Overall improvement, tức là cái sự gọi là cải thiện tổng thể về cái gì nào? Chất lượng của giáo dục của đất nước, đúng không nào? Vậy dịch câu nhá. Họ này. Họ làm sao nào? Kỳ vọng rằng những thay đổi gần đây này đúng không, sẽ mang lại đúng không, gọi là làm sao nào, cải thiện tổng thể về cái chất lượng giáo dục của đất nước, về chất lượng giáo dục của đất nước nó nào. Vậy thì câu này chúng ta sẽ nhìn cho câu A mình xem nhé. Câu này có nghĩa là những cái thay đổi gần đây. À đúng rồi, chúng ta sẽ nhận thấy thì ở đây là thì hiện tại này. Câu này là câu bị động, viết lại bằng bị động rồi. Và đây là tương lai này. Vậy chúng ta sẽ xem này. Nói chung hai thì này đều mang tính chất đồng với nhau. Những cái thay đổi gần đây thì đã được mong chờ, đúng không? Là sẽ dẫn đến làm sao đây? À, những một cái thay đổi tổng thể về chất lượng của giáo dục. Vậy câu này thì nó là câu bị động, đúng không nào? Bị động này thì chúng ta sẽ nhận thấy bị động là viết lại bằng chủ ngữ này, đúng không? À, cái này cũng đã giảng cho em khá nhiều lần rồi. Đó là cấu trúc khi mà chủ ngữ cộng cho cô với động từ cộng cho cô với last, đúng không? À, chúng ta sẽ có S1 này, S1 này cộng với cả S2 này cộng với cả động từ này, đúng không nào? Và cộng cho cô với tân ngữ. Thế thì chúng ta sẽ đổi S2 lên. Cái động từ này nó chia cái thì gì thì chúng ta chia be cái thì đó và chúng ta cộng cho cô với phân từ hai. Khi mà cái động từ này và cái động từ verb 1 này, cái verb 1 này và verb 2 này nó đồng thì với nhau, chúng ta chia cho trường hợp là đồng thì với nhau. Đúng không? Hoặc trong trường hợp này là hiện tại và tương lai thì đều được. Đấy thì đứng đằng sau chúng ta sẽ cộng với two verb. Còn khi mà nó cái verb 1 và cái verb 2 này nó lệch thì với nhau, đúng không nào? Khi mà verb 1 với verb 2 nó lệch thì với nhau thì chúng ta sẽ có S2 vẫn cộng với be. Vẫn cộng cho cô về phân từ 2 và đứng đằng sau là two have phân từ 2 để tìm sự lệch thì.
Đấy. Vậy câu này thì chúng ta sẽ thấy là S1 đây. Đây là S1 nhá. Cô đổi màu này. S1 này. Còn đây sẽ là S2 này. Hai thì này được coi với là tương đồng với nhau này. Vậy nó đẩy lên là recent change. Ok rồi. Thì ở đây là thì hiện tại đúng không nào? Ở đây là hiện tại. Vậy change ở đây nó là số nhiều, nó đẩy lên to be là hợp lý rồi này. Expected là phân từ hai thì hợp lý rồi này. Đúng không nào? To bring about thì ở đây nó sẽ đổi thành to lead thì thôi cũng được. Thực ra bình thường nó ít khi đổi hẳn một cái câu như thế này nhưng thôi cũng tạm được. Đúng không nào? Thì như vậy ngữ pháp thì chúng ta thấy ok rồi. Bây giờ chúng ta xét nghĩa nhá. Chúng ta xét nghĩa nào. Đó là gì? Những thay đổi, những cái thay đổi gần đây được dự đoán này, dẫn đến sự cải thiện tổng thể trong chất lượng giáo dục, của đất nước, đúng không nào, của đất nước. Vậy thì câu này mình thấy làm sao? À, ok đúng không, câu này mình sẽ cảm thấy là khá là ok, không có gì, chưa gì sai đấy cả. Câu B nhá, chúng ta xem câu B này. Cái chất lượng của giáo dục của đất nước thì worse. Chúng ta nhìn thấy cái câu này có worse một cái thì chúng ta sẽ sai ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì em muốn đổi gì thì đổi, cái thằng gốc này nó là hiện tại thì em bắt buộc phải động từ chính này là ở hiện tại. Vậy câu này là worse thì chúng ta sẽ thấy làm sao? Sai ngay, sai luôn. Tiếp tục câu C này. Câu C là it is expected that. Viết cái dạng này thì dễ, đúng không nào? It is expected that. Đến đây thì ok rồi. Những cái thay đổi gần đây được tạo ra bởi, đúng không? Những cái thay đổi tổng thể. Câu này chắc chắn là sai nghĩa rồi. Thứ nhất là ngữ pháp thì ok nhưng sai nghĩa rồi. Tôi dịch lại cho em nhé. Người ta cho rằng những thay đổi gần đây đúng không, là do làm ra đấy, là do sự cải thiện toàn diện về chất lượng giáo dục. Vậy câu này chúng ta được gọi là sai sai thứ tự, sai động cơ, đúng không, sai nhân quả. Nhân quả của nó phải là thay đổi dẫn đến sự thay đổi về giáo dục đấy, chứ không phải là thay đổi giáo dục dẫn đến những cái thay đổi gần đây. Vậy thì mình sẽ sai thứ tự, gọi là ảnh hưởng, đúng không nào. Tiếp theo câu giờ trong trường hợp này chúng ta sẽ lại nhìn thấy worse. Worse ở đây là quá khứ, chúng ta không cần xét nhiều, chắc chắn là sai ngay lập tức, ok chưa. Vậy thì câu này chúng ta sẽ thấy hợp lý nhất là đáp án A đấy, mặc dù A nó đổi thành một cái từ là từ lead thôi được đấy, thì đấy là đáp án A là đúng nhất nhá. Nào chúng ta xử lý cho cô bài gì đây? Opposite. Rồi, bài đảo nghĩa. Bắt đầu nhá. Nào, 20 giây bắt đầu. Ok chưa? Ok, xong chưa? Chúng ta xử lý nhá. We asked reader who rush from work to kitchen to share their quick family friend recipe and time saving technique. Đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau xử lý cho cô này. Chúng tôi yêu cầu là những cái độc giả, những người mà rush from work. Cái từ rush from work ở trong trường hợp này có nghĩa là gì? Vội vã từ nơi làm việc. Được chưa nào? Cái này dịch là vội vã từ nơi làm việc nhá. Vội vã từ nơi làm việc. Đúng không nào? To the kitchen tức là vào bếp để share their quick recipe, gốc của nó là danh từ recipe, ở đây có nghĩa là cái công thức nấu ăn rất là nhanh này, thân thiện với gia đình và time saving technique. Vậy gốc của nó chúng ta phải có từ time saving. Và cái từ time saving ở đây thì có nghĩa là cái gì? Cái từ time saving ở trong trường này có nghĩa là tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm thời gian. Vậy chắc chắn nghĩa về nó phải là không tiết kiệm thời gian. Không tiết kiệm thời gian hoặc là tốn thời gian đi, mình chỉ là tốn thời gian đi. Tốn thời gian, đúng không nào? Vậy thì chúng ta nhìn ra câu A, highly respected. Cái đáp án A, highly respected là được tôn trọng cả, đúng không nào. Đấy. Tiếp tục câu B trong trường hợp này, short lived ở trong trường này có nghĩa là ngắn, tồn tại trong thời gian ngắn, đúng không nào. Tiếp theo economical có nghĩa là gì? Kinh, tức là một cách tiết kiệm, cái này dịch một cách tiết kiệm. Và time consuming có nghĩa là tiêu tốn thời gian. Vậy thì chắc chắn một cái là time saving thì nó phải ngược nghĩa. Nhớ bài này ngược nghĩa thì làm từ từ thôi nhá. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chọn đáp án giờ nhá. Thì đấy là câu số 11. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 12. Cũng dành cho cô khoảng 30 giây để làm câu số 12 nào. À, bây giờ cô sẽ cố gắng chữa cho em đủ đề luôn. À, không tách ra nữa. À, như thế thì có cái câu này cô sẽ chữa nhanh hơn một chút. Đó. The result of the mock test brought home to me that to my knowledge didn't come up to standard and how I had to try my best to pass the upcoming entrance exam.
Nào ok, xử lý cho cô nhá. Cùng nhau đã quá hết giờ rồi. Was up to date. Wasn't better than necessary. Was standardized, but was good enough. Vậy chúng ta xử lý cho cô như thế nào? Đã có nghĩa một tí nào. The result of the mock test tức là gì? Cái kết quả của cái mock test tức là cái bài thi thử. Cái từ này là bài thi thử. Bài thi thử. Brought home to me tức là gì? Mang cho tôi cái kiến thức. Brought home to me that mà đúng không? Brought home to me tức là cho tôi hiểu rằng, đấy, cho tôi hiểu rằng cái kiến thức của tôi thì chấm chấm chấm. Chắc chắn là kiến thức này là không tốt rồi, đúng không? Come up to standard, chắc chắn là cái từ này nó không phải tốt rồi. Và bắt buộc phải try my best to verb, tức là cố gắng hết sức để đỗ được cái entrance exam, tức là bài gì đây? Bài gọi là tuyển sinh, kỳ thi tuyển sinh, đúng không nào? Kỳ thi tuyển sinh. Đấy, vậy thì cái câu này chúng ta sẽ thấy như sau. Didn't come up to standard. Cái từ này có nghĩa là không đạt tiêu chuẩn. Không đạt tiêu chuẩn, đúng không nào? Vậy chắc chắn đồng nghĩa với nó phải là gì? Đạt tiêu chuẩn, đúng không nào? Đạt tiêu chuẩn. Vậy chúng ta sẽ nhận thấy was up to date. Cái từ up to date này có nghĩa là được làm sao? Được cập nhật, đúng không nào? Tiếp theo câu B là was better than necessary, tức là không không gọi là tốt hơn, không tốt hơn cần thiết, không phải tốt hơn cần thiết, đúng không nào? Và tiếp theo câu C là was standardized. Cái từ standardized tức là được tiêu chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa. Gốc của nó chính là từ standard, gốc của nó chính là từ standard, từ tiêu chuẩn. Và mình có từ standardized tức là tiêu chuẩn hóa, đúng chưa? Và chúng tôi có từ good enough. Good enough ở trong trường này là đủ tốt, đủ tốt. Vậy thì câu này mình sẽ thấy là hợp lý gì? Up to date là được cập nhật, được mới nhất, lúc nào cũng là được mới nhất, đúng không? Thế thì câu này chúng ta cần một từ là từ đạt tiêu chuẩn. Vậy đạt tiêu chuẩn ở đây thì chúng ta sẽ chọn đáp án C nhá. Standardized, ok chưa? Đấy, đấy là các từ liên quan. Nào chúng ta xử lý cho cô bài underline part. Bài gọi là gì đây? Bài có cái từ khác nhau, đúng không nào? Chúng ta cùng nhau xử lý nhá. Question 13 này, ok. Rồi, đây là âm Z. Các cái âm, rồi. Nào xử lý cho cô cái bài này đi. Câu số 13, 14 nào. Các cái từ âm Z, đúng không nào? Nghĩ một tí nhá. Dessert, position và pleasure. Nào xử lý cho cô. Cái này nó chưa được gọi là nào ra được đáp án chưa? Cái từ đầu tiên là từ gì? Resort, đúng không? Cái từ này quá là quen thuộc với em luôn, là khu nghỉ dưỡng. Cái từ này rất là quen thuộc ở Việt Nam mình, đúng không? Mình hay đọc là resort, đúng không? Thực ra đọc là resort, âm Z nhá. Mình có từ là resort, resort để làm Z này. Đó, được chưa? Tiếp theo nữa chúng ta có từ dessert, dessert. À, sorry, cái từ này là một chữ S nhá, một chữ S. Cái từ này nếu mà thêm một chữ S nữa thì chúng ta đọc là cái từ này lại là món tráng miệng, món tráng miệng này. Còn khi nó một chữ S thôi thì chúng ta dịch là sa mạc, sa mạc. Đấy. Và cái từ sa mạc này thì chúng ta phải đọc là desert, desert. Đấy, desert. Thì cái âm này chúng ta sẽ nhận thấy ở đây nó là Z, desert, Z. Còn cái này sẽ là đọc là dessert, dessert nhá. Còn cái này là desert, trong âm dương biết số 1. Đấy. Và tiếp theo chúng ta có từ gì? Position. Position, từ này dễ đúng không nào? Vị trí, vị trí. Và chúng ta sẽ có từ là position, position, Z. Và cuối cùng chúng ta có từ pleasure, pleasure. Đó, nghe nặng hơn không em? Nói lại này, resort, Z này, desert, desert, Z này, position, Z này. Những cái từ này mình đọc nặng hơn này, pleasure, pleasure. Nó nặng hơn rất là nhiều, đúng không nào? Và cái từ này pleasure ở đây có nghĩa là vui, vinh hạnh, vui lòng, đúng không? Vinh hạnh hoặc là vui lòng. Vậy từ này chúng ta sẽ có từ là pleasure, âm âm j nặng hơn một tí. Đó. Vậy thì chúng ta thấy z z z j đúng không? Thì chúng ta chọn đáp án D nhá. Thì đấy là cái cách sử dụng đầu tiên. Nào chúng ta xử lý cho câu số 14 nào, câu số 14. Câu số 14 ở trong trường hợp này mình sẽ thấy đây là các cái cách phát âm ED đúng không nào? Tuy nhiên ở đây mình lại có từ một vài từ đặc biệt. Mà theo trí nhớ của cô là hình như là bác này bác ý làm bị nhầm một câu thì phải. Nào, cái câu này nó cũng khá là thú vị và khá là hay để mình nghĩ một tí đã. Sau lúc các em nghĩ thì cô đảo qua ôn âm cho các em đã nhá. Nào, chúng ta bật âm T khi nào? Quá gì game luôn, đúng không? Chúng ta bật âm T khi tận cùng là những cái này chúng ta ngày nào chúng ta cũng ôn rồi, đúng không nào? Ví dụ như mình có từ gì nhỉ? Ví dụ như mình có từ stop đi, stop, đúng không? Stop, đấy, khi thêm ed chúng ta phải đọc là stopped, stopped.
butter nhá. Và tiếp theo nữa chúng ta có từ gì nào? Chúng ta có âm ịch đúng không nào? Có âm ịch. Ví dụ như mình có từ là invest đúng không? Invest. Và khi thêm ed chúng ta phải đọc là invested, invested. Còn lại là âm gì thôi? Âm đờ đúng không? Âm đờ. Đấy, rất là nhiều. Âm đờ thì play này đúng không? Hầu như là những cái từ gọi là âm đờ vì âm đờ nó rất là nhiều. Play đúng không? Hoặc là ví dụ như là cái từ này mình có thể dùng từ wait cũng được, wait. Đó, mình có từ waited. Nào, vậy chúng ta sẽ xem cho cô. Cái từ đầu tiên này là từ ho này. Đấy. Những cái từ mà nhớ giúp cho cô này, nhớ quy tắc này, những cái từ mà kết thúc là cái cách viết ở đây ấy, nhớ là cái cách viết này. Cách viết mà khi kết thúc là GH thì thường bật cho cô là F. Khi phát âm thường bật là F. Đấy. Cho nên cái từ này có nghĩa là ho và chúng ta đọc là coughed. Coughed. Đấy, phở tờ. Ok chưa? Phở tờ. Từ này là một cái từ khá là hay nhá. Cái từ này là một từ khá là hay này. Cái từ này á, em nhớ giúp cho cô, chúng ta khá là quen với cái từ này rồi. Cái từ này thì chúng ta có từ là wicked. Wicked. Đây là tính từ. Chúng ta đọc là tính từ wicked. Đấy, đọc hẳn là ed luôn, wicked. Tính từ là phù thủy xấu xa. Phù thủy xấu xa. Tuy nhiên ấy, cái từ này nó lại hơi dị một tí nữa. Nó lại có một cái nghĩa nữa, nó lại có một cái nghĩa nữa, đó là gì? Đó là thấm hút. Thấm hút khi nó là động từ thì nó lại có nghĩa là thấm hút thì nó mới đau, được chưa? Và chúng ta khi nó động từ thì chúng ta lại bật âm t bình thường, đau cho các em. Quick, quick. Đấy. Và tiếp theo chúng ta có từ knock, knock, đúng không nào? Cái từ knock thì cái từ này em nhớ cho cô đầu tiên là âm ca câm, chúng ta không đọc là knock. Ca câm đầu tiên đã. Cái từ này là gõ cửa. Gõ và chúng ta thì kết thúc là ca. Ca thì nó nằm trong cái đống này rồi. Vậy chúng ta chắc chắn bật âm t, đúng không nào? Mình có từ là knock, knock. Cái từ nhá. Đấy thì đây là bật âm t. Và chúng ta có từ help. Help kết thúc là p. P. Chắc chắn nó sẽ rơi vào cái đống này. Được chưa nhỉ? Cái từ này thì có nghĩa là giúp đỡ, đúng không? Từ này thì đơn giản là giúp đỡ thôi. Đấy, giúp đỡ. Và giúp đỡ này chúng ta đọc là help, help, helper nhá. Đó. Vậy putter, putter, putter đúng không? Thì cái câu này chúng ta sẽ chọn thấy là đáp án B, wicked, wicked. Có hai cách phát âm nhá. Nhớ giúp cho cô là bình thường ấy, các bạn lừa, các bạn hay lừa cái đáp án nghĩa phù thủy nhiều hơn với cái nghĩa thẩm hút. Thế mà thôi em cứ nhớ cả hai đi, biết đâu là đen đúng không? Giả sử câu này bác ấy đổi một cái âm khác thì âm đờm cái thì câu này mình đã ăn đòn đúng không nào? Thì nhớ giúp cho cô cái này nhá. Câu này là một câu khá là hay, đánh dấu sao cái câu 14 này nhá, hay phết. Nào chúng ta tìm cho cô đến bài close it, chính nghĩa gần nhất. Nghĩa gần nhất nhá. Well, đang lại nhớ đến well này, có bài All Too Well của Taylor Swift đúng không? Đang đứng ở nhất bảng luôn. Nói chung là bài quá siêu luôn. Dịu nhất. Con người sinh ra để lập số 1. Dad was always out, mom was a poorly, and I had to look after the rest of the kids. Đúng không nào? Câu này nghe cắm cảnh quá nhờ. Vừa hết giờ luôn. Nào. Mình sẽ có những cái gì ở đây? Chúng ta sẽ có từ là Dads were always, làm sao đây? Dads were always out. Nếu em đọc là always out, tức là bố thì luôn luôn làm sao nhỉ? Đi vắng này, đúng không? Từ này dịch ở đây có nghĩa là bố luôn luôn đi vắng. Đấy. Đi vắng. Mẹ thì làm sao đó? Mẹ thì làm sao đấy? Poorly. Cái từ poorly ở trong trường hợp này, poor nó là tính từ rồi. Vậy thì poorly ở trong trường hợp này nó khó, nó có thể là trạng từ lắm. Bởi vì trong trường hợp này nó đứng vẫn là sau was. Vậy thì cái từ poorly ở đây nó là cái gì thì từ đó mình xét. Và chúng tôi bắt buộc phải có từ look after đúng không? Bằng take care. Tức là quan tâm chăm sóc. Quan tâm và chăm sóc the rest of. Chúng ta có cấu trúc the rest of, tức là cái còn lại. Còn lại. Đúng không nào? Đấy. Vậy thì câu này chúng ta sẽ thấy là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy chắc chắn là bố đi vắng mà mẹ như thế này thì mẹ không được tốt lắm rồi. Bởi vì mẹ mà tốt thì tôi làm gì tôi phải chăm những đứa trẻ đâu, đúng không? Vậy poorly ở trong trường này chúng ta có từ là in health. Tức là sao? Ốm yếu. Giống như từ ốm yếu. Đấy. Vậy từ broke ở trong trường này có nghĩa là gì? Broke ở trong trường này là hỏng. Đấy. Tiếp theo là ill có nghĩa là ốm. Short of money. Cái cụm short, short là ngắn. Ngắn tiền tức là thiếu tiền. Đúng không? Thiếu tiền. Và well thì có nghĩa là tốt. Vậy thì cái cô cần ở đây là một từ bằng nghĩa với từ ốm yếu, đúng không? Thì chắc chắn đáp án đúng là đáp án B luôn. Easy nhá. Xong. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 16 nào. Câu số 16, 20 giây. 20 giây bắt đầu. Car owners who live by the sea are well aware of the hawk
salt water cost to the cod fish, đúng không nào? Vậy thì cái câu này chúng ta sẽ thấy đáp án đúng ở đây nó là đáp án gì cho cô nào? Đây là đáp án đúng của câu này là đáp án gì cho cô đây? Nào, nghĩ một tí đây nào. Rồi, vừa mới hết giờ luôn. Đấy, thì cái câu này em sẽ chọn đáp án gì cho cô đây? Nào, đầu tiên chúng ta sẽ thấy vấn đề nó nằm như nào. Đầu tiên có nghĩa là car owners, tức là những cái người mà chủ sở hữu của xe ấy, những cái người mà live by đây có nghĩa là sống gần. Live by đây là sống gần. Sống gần cái từ sea tức là bờ biển thì đều aware, chúng ta có cấu trúc be aware tức là làm sao, tức là ấn tượng, đó, nhận thức được thì đều gọi là nhận thức được. Nhận thức được cái gì nào? Cái chấm 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 của cái salt water tức là của nước muối, đúng không nào? Cost to a car finish tức là làm sao gây ra, cái từ cost ở đây chúng ta salt water ở đây là nước muối nhá, nước muối này. Cost to tức là gây ra đối với cái car finish tức là cái sự hoàn thành. Cái này mình dịch là sự hoàn thiện của một chiếc xe. Sự hoàn thiện của một chiếc xe. Được chưa? Cái này là sự hoàn thiện. Okay. Sự hoàn thiện của một chiếc xe. Vậy thì cái câu này chúng ta sẽ xử lý cho cô như thế nào? Thứ nhất mình có từ hover. Cái từ này có nghĩa là cái gì? Cái từ này chắc chắn là em sẽ nhớ cho cô là nước muối nó sẽ không bao giờ tốt cả, đúng không? Cho vào muối một cái là lập tức gọi là dỉ xét ngay. Đấy. Thì cái này giống như từ damage, đúng không nào? Có nghĩa là cái sự thiệt hại, sự tàn phá. Đấy. Vậy thì câu này chúng ta có đáp án A, care có nghĩa là chăm sóc. Câu B là gì? Maintenance có nghĩa là bảo dưỡng, bảo trì bảo dưỡng. Câu C là gì? Destruction có nghĩa là sự làm sao, sự phá hủy. Và service, service ở trong đây này có nghĩa là dịch vụ, đúng không nào? Vậy thì cái câu này mình sẽ thấy hợp lý là đáp án gì? Chắc chắn là sự thiệt hại, sự tàn phá, mà đây là đồng nghĩa thì chắc chắn phải đáp án C, sự phá hủy, đúng không? Đấy, xong nhá. Câu này cũng hay phết, nói chung là đề này cô đánh giá là khá hay, khá hay. Ok chưa? Nào chúng ta xử lý tiếp tục cho cô bài gì đây? Correct answer. Ok. Cùng nhau xử lý cho cô nhá. Bắt đầu nào. High cigarette price do not seem to discourage people. Ok. Chúng ta xong cấu trúc rồi, nhìn phát ra được đáp án luôn. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ nhận thấy là gì? Cái giá thuốc là cao thì dường như không thể discourage people. Vậy chúng ta sẽ có cấu trúc là discourage somebody, đúng không? From verbing. Đấy, bằng từ prevent. Prevent somebody from verbing. Tức là ngăn cản ai? Ngăn cản ai khỏi cái gì? Vậy câu này chúng ta sẽ chọn được ngay đáp án đúng là đáp án C. Cái giá thuốc cao dường như không thể ngăn cản mọi người khỏi cái việc hút thuốc. Tức là có cao đến nữa người ta vẫn nghiện như thường. Đấy thì đáp án C nhá. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 18 nào. Câu số 18 20 giây bắt đầu. There will not be any redundancies in the future. Ok. Rồi, sẽ nào dành thời gian nghĩ một tí. Câu A foreseeable, câu B known, câu B foreseen và câu D là predictable. Đây là đáp án thế nào? Đây là đáp án thế nào? Câu số 18, ok, xử lý nhá. Câu này có nghĩa là gì? There will not be any redundancy. Tức là sẽ làm sao đây? Sẽ không có bất cứ một cái redundance, có nghĩa là cái sự dư thừa. Một cái sự dư thừa. Sự dư thừa. Thừa đúng không? Ở trong một cái tương lai như thế nào đó. Vậy tương lai như thế nào bây giờ? Câu A foreseeable. Cái từ foreseeable có nghĩa là dự đoán được. Từ này giống như từ predictable. Có khả năng dự đoán được. Đó, và tiếp theo từ known có nghĩa là biết. Tương lai thì làm sao mà biết được. Foreseen ở trong trường hợp này có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm sao được dự đoán trước. Được dự đoán trước. Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ gì? Và câu giờ là predictable cũng có nghĩa là có thể dự đoán. Có thể dự đoán. Đúng không nào? Vậy câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án gì? Thực ra ở trong trường hợp này chúng ta dùng từ là foreseen hay là từ predictable thì đều nghĩa của nó cũng na ná như nhau thôi. Tuy nhiên cái này được gọi là cụm, đúng không nào? Tức là cái những cái từ gì nó hay đi với cái từ gì. Đó. Vậy thì ở trong trường hợp này đi cho cô với từ future thì chúng ta ghi cho cô nó có một cái cụm như sau, đó là for. Hoặc là đi cho cô với in. In cái gì future bây giờ? Mình sẽ có cụm là in hoặc là for foreseeable future. Đấy. Tức là gì? Có nghĩa là trong một tương lai gần. Trong một cái tương lai gần, trong một cái tương lai có thể dự đoán được.
Thế là được gọi là dự đoán, ví dụ cách đây 5 năm, cách đây ví dụ cách ví dụ và khoảng 5 năm về sau hoặc là 10 năm về sau. Chứ còn ví dụ 100 năm về sau thì hơi khó dự đoán, đúng không nào? Vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn là đáp án đúng là đáp án gì? A nhá. À, mặc dù các từ này đều có đồng nghĩa với nhau nhưng nó đi cho cô về cụm này. Rồi chưa chưa? Câu này của bạn hay phết, nói chung là đề này khá hay. Cô đánh giá là khá hay đấy nhá, đáng để tham khảo. Nào, câu số tiếp theo. Câu số tiếp theo cũng 20 giây bắt đầu. Chấm 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 fly 307 thì là arrange for him in the itinerary he would have arrived in time for the luncheon. À ok. Câu này chúng ta nhìn một phát thì chúng ta ra được đáp án luôn chứ còn gì nữa, đúng không nào? Chúng ta nhìn một cái thì chúng ta ra được đáp án luôn đi. Đơn giản. Nào vừa hết giờ, mày có xem. Cái câu này thì nó chính là if, là ở đây chúng ta sẽ nhận thấy là would have arrived, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy cấu trúc là would have phân từ 2 thì lập tức nó rơi vào if loại 7, loại 3, đúng không? Đó là loại 3. Vậy loại 3 thì chúng ta nhìn một cái thì chúng ta sẽ chọn được đáp án C ngay lập tức. Bởi vì if bên trong là quá khứ hoàn thành, đúng không nào? Và bên ngoài sẽ là would have phân từ 2. Thì đấy là hoàn toàn của if. Nếu có đảo ngữ thì nhớ là đảo cho cô hết cộng với cả phân từ 2 lên, chủ ngữ và phân từ 2 lên. Còn cái vế này thì giữ nguyên không đổi giúp cho cô. Ok chưa nào? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C nhá. Nếu mà anh ta check, tức là anh ta đi cái chuyến bay này, cái mà được sắp xếp cho anh ta trong cái itinerary ở đây là cái lịch trình. Cái này được gọi là cái lịch trình. Đấy. Đó. Thì anh ta đã đến được cái đúng giờ, chúng ta cột in time. In time ở đây là có nghĩa là đúng giờ kịp lúc. Đấy. Đúng giờ. Cho cái luncheon, tức là cho cái bữa tiệc. Bữa tiệc nhưng vào buổi trưa nhá. Cái từ luncheon này có nghĩa là tiệc. Tiệc nhưng mà vào buổi trưa cho con. Ok chưa? Đó. Xong. Vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án C, đơn giản nhá. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 20. Câu số 20. À, ui, câu này dài phết nhỉ. Bạn này không biết bao lấy đâu để giải hết. One of the greatest pianists, đúng không? Tên riêng này won the international at the age of 34 and now arguably the greatest living pianist who can sell out concert in a minute. Ok. Rồi. Câu này cũng khá là hay đấy, cẩn thận ông nhầm. Nào. Câu này hiện tượng ngữ pháp là gì? Cái hiện tượng ngữ pháp của nó bản chất chỉ là rút gọn. Rút gọn chủ ngữ đây. Hiện tượng rút gọn chủ ngữ xảy ra khi mà hai vế công, hai vế có đồng chủ ngữ. Và cấu trúc rút gọn sẽ là phân từ 2, sau đó thì viết một cái gì đó, sau đó đến lượt đằng sau là một câu. Hoặc là going và đằng sau là một cái gì đó và đến lượt sau là một câu. Và đương nhiên chúng ta sử dụng cái trường hợp này khi mà ở đây là thể bị động. Đúng không nào? Và chúng ta để cho câu going khi mà nó có thể chủ động, đấy là quy tắc. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ loại cái đáp án B này đầu tiên đã. Không có động từ to be hiển nhiên ở đây. Và chúng ta cũng sẽ loại đáp án giờ luôn bởi vì không có hình thái verb S ở đây. Được chưa? Cả hai câu này cùng chung cho cô một chủ ngữ là mafa. Đấy. Vậy câu này chúng ta xét nghĩa đã. Chấm 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 là trong một cái người gọi là pianist, tức là nhạc, gọi là sao nhỉ? Cái nghệ sĩ dương cầm, đúng không? Nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất. Thì cái tên riêng này đã thắng cái giải tên riêng này ở cái tuổi 24. Chúng ta có cụm at the age, tức là ở tuổi. Ở tuổi 24. Và bây giờ đang được gọi là làm sao đây? Đang được cho là một cái nghệ sĩ gọi là greatest, tức là nghệ sĩ đang sống, đúng không? Living. Living ở trong trường hợp này là vĩ đại còn sống ở trên thế giới. Đấy, tức là đang sống rồi, có những người rất là vĩ đại như Mozart nhưng mà chết rồi. Thì không dùng từ living, mình dùng từ living pianist, tức là cái nghệ sĩ gọi là xuất sắc nhất mà vẫn đang sống, đúng không? Cái người mà sell out, tức là cái người làm sao đây? Sell out là bán gọi là bán hết sạch luôn. Đấy. Bán hết concert, tức là cái vé in minutes, tức là chỉ trong vài phút thôi. Vậy thì câu này chúng ta sẽ thấy đối tượng ở đây là nhắc đến là cái ông Martha này, đúng không nào? Tiếp theo nữa là ông ta coi là một cái nghệ sĩ xuất sắc nhất thì ông ta phải làm sao? Ông ta phải được coi. Đấy. Chứ ông ta không thể tự coi ông ta được, ông ta tự vinh danh thì nó là nói chuyện làm gì, đúng không? Vậy câu này nó phải là được coi là. Vậy thì được coi là thì nó phải ở thể bị động. Đó, được chưa? Vậy thì bị động thì câu này em phải chọn đáp án A là đáp án chính xác nhất. A nhá. Ok. Đúng chưa? Nào chúng ta xử lý trước câu số 21. 21 nào. Chọn đáp án gì đây? She chấm 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 him to translate the document into French because she herself cannot speak French. Now.
Ok. Cô ta chấm 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 anh ta để mà quên chưa tính giờ. Để có thể mà translate ở trong trường này có nghĩa là gì? Translate đấy có nghĩa là dịch cái tài liệu này sang tiếng Pháp. Chúng ta có một cấu trúc là translate something into something. Tức là dịch cái gì sang cái gì? Dịch các tài liệu này sang tiếng Pháp. Bởi vì bản thân cô ta không thể nói được tiếng Pháp. Vậy thì câu này couldn't have phân từ 2 trong trường hợp này có nghĩa là gì? Không thể làm, đã làm cái gì đó. Vừa hết giờ luôn. Không thể đã làm gì. Chúng ta có cấu trúc là could hoặc là couldn't have phân từ 2, đúng không? Cái này có nghĩa là gì? Lẽ ra là không thể, không thể hoặc là có thể làm gì. Tiếp tục câu B, trong trường này là shouldn't have have phân từ 2, trong trường này là không nên, đúng không? Lẽ ra là không nên làm gì. Tức là làm rồi, nhưng mà lẽ ra không nên làm việc đấy. Ví dụ, anh ta rất là thô lỗ với cô ta chẳng hạn. Lẽ ra anh ta không nên thô lỗ, nhưng thực ra là đã thô lỗ rồi. Tiếp theo là needn't have had. Cái từ needn't have had ở đấy là lẽ ra không cần làm gì. Và mustn't have had ở trong trường hợp này có nghĩa là gì? Mustn't tức là làm sao? Không, chắc chắn là không làm, đúng không? Không làm cái gì đó, không được làm, không được phép làm cái gì đó. Đó. Vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án gì nào? Vậy câu này là cô ta lẽ ra không thể giúp được anh ta, đúng không nào? Lẽ ra không thể giúp được anh ta, hay là lẽ ra không nên, lẽ ra không cần và lẽ ra không được phép. Vậy thì câu này chúng ta sẽ chỉ thấy hợp lý nhất là cô ta không thể nói được tiếng Pháp, đúng không nào? Vậy thì cái câu này chúng ta đang thấy là nói về khả năng, đúng không? Vậy trong bốn đáp án này thì chúng ta thấy khả năng nhất chính là đáp án A. Cô ta lẽ ra đã không thể giúp anh ta chuyển dịch tài liệu này sang tiếng Pháp được. Đấy, nhà tức là có một cái vấn đề gì cần nghi vấn ở đây. Thì nhớ giúp cho cô cái dạng participle này nhé. Nào, chúng ta xử lý tiếp tục cho cô câu số 22. Câu 22 nhé. 22 bắt đầu nào. Is leave a note for mom to tell her we want to be back till late. That we will do what being done by us và what we will do. Nào xử lý cho cô câu số 22. Ok. Bài này ngữ pháp có vẻ đa dạng. Nào, chúng ta sẽ nhận thấy cái này được gọi là đầu tiên chúng ta xét cho cô một chút. Cái này được trong nó được gọi là mệnh đề danh ngữ. Mệnh đề danh ngữ. Mệnh đề danh ngữ thì bắt đầu cho cô là bắt đầu bằng WH question. Sau đó bắt đầu bằng WH question, sau đó thì đến chủ ngữ, đến động từ. Đến chủ ngữ, đến động từ, sau đó đi đến một cái verb chính. Sau đứng lên sau là ba la ba la ba la cái gì đấy. Ví dụ như tên của cô ta thì không biết chẳng hạn. Không biết. Vậy câu này là what her name was is unknown. Đấy, thì cái này được gọi là mệnh đề danh ngữ. Thì cả cái tên của cô ta là gì thì được gọi là chủ ngữ. Đó, được chưa? Vậy thì câu này chúng ta sẽ thấy là cái gì nào? Câu này phải là cái mà chúng ta sẽ làm là, đúng không? Đấy, cái này dịch là gì? Có nghĩa là cái mà chúng ta sẽ làm là để lại một tờ giấy nốt, một tờ giấy ghi chú này cho mẹ, nói với mẹ rằng chúng ta sẽ không về muộn, chúng ta sẽ không về muộn. Vậy cái chúng ta cần làm ở đây là một cái mệnh đề danh ngữ, đúng không? Thế thì mệnh đề danh ngữ ở đây thì chúng ta sẽ thấy là that we will do. Đúng không? Cái từ that we will do ở đây thì cũng không liên quan. Vậy mệnh đề danh ngữ ở đây hợp lý nhất phải là cái việc mà chúng ta cần làm là. Đấy, cái mà chúng ta cần làm là. Nên câu này chúng ta phải chọn đáp án dơ. What we will do. Nhá. Ok chưa? Đấy là câu số 22 nó liên quan đến mệnh đề danh ngữ. Ô một tí. Nào chúng ta xử lý cho câu số 23. Ok, bài này chắc cũng chỉ chữa được với em đến câu số 31. Nào, câu số 23 trong trường này chúng ta sẽ thấy là gì? I don't think she thought very hard. Rồi. Cái này là mệnh câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi, trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi. Bài này nói chung là bác ấy tập hợp khá là nhiều kiến thức đấy. Em nhớ giúp cho cô câu hỏi đuôi mà bắt đầu bằng cái ngôi ai này. Ngôi ai này cộng cho cô với các động từ, ví dụ như là think là một này, feel là hai này, được chưa? Expect là ba này. Đấy, cộng cho cô với cả gì nào? Cộng cho cô với cả chủ ngữ, cộng cho cô với cả động từ, cộng cho cô với cả thành ngữ.
Thế thì em lưu ý giúp cho cô cái câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi sẽ lấy ở về sau. Lấy ở về sau. Lấy ở về sau tức là lấy ở về này. Đấy, tất cả những cái bắt đầu ở ngôi ai thì đều là lấy ở về sau hết. Vậy cái câu I don't think này thì chúng ta đầu tiên là chúng ta không quan tâm. Về sau sẽ phải là về này. Đấy, đây sẽ là cái về sau. Vậy về sau ở trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy for. Đầu tiên cái thằng này là ở khẳng định. Vậy chắc chắn câu hỏi đuôi này cần một cái phủ định. Tiếp theo thằng này ở thì quá khứ. Vậy thằng này phải là didn't, đúng không nào? Đấy. Tuy nhiên là chúng ta sẽ nhận thấy là I don't think nó lại còn khó như thế nữa cơ. Được chưa? Có nghĩa là tôi không nghĩ rằng nhé, câu này nó còn khó liên ở một cái điểm này. Cô dịch cho này. Tôi không nghĩ rằng cô ta suy nghĩ kỹ, cô ta suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, trước khi quyết định rời công việc. Tức là ý là gì? Tức là cô ta không suy nghĩ kỹ. Đấy, nó còn đau đớn như này của em ơi, được chưa? Nó được chưa? Thế thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ nhận thấy là gì? Cô ta không suy nghĩ kỹ. Thế thì ở đây chúng ta không thể để thằng này là phủ định được nữa. Đấy, mà chúng ta lại phải hất thằng này là khẳng định. Là tôi không nghĩ rằng cô ta suy nghĩ kỹ, tức là cô ta có suy nghĩ quậy quái đó. Đấy. Và thằng này là quá khứ, đúng không? Quá khứ thì lại chúng ta phải thêm từ đứt thì cho nên câu này là bàn giờ. Nó khó thế cô em ơi. Đấy, câu 23 này cũng là một câu khá là hay nhá, khá là hay. Ok. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 24. Câu số 24. Câu 24 cũng làm cho cô trong vòng 30 giây này. Arch doesn't even jump an effort to help out around the house. Solve a dress to the make. Cho đáp án gì cô nào? Câu này thì chúng ta cũng thấy không có gì khó khăn lắm, đúng không nào? Câu này mình thấy vấn đề như sau. Tên riêng này thậm chí có một cái nỗ lực. Chúng ta có từ là effort. Effort to verb. Tức là nỗ lực làm gì? Không hề có một nỗ lực là help out. Help out thì giống như từ help là giúp đỡ, đúng không? Around the house là các việc quanh nhà. Vậy chúng ta cần một cái cấu trúc là effort thì chúng ta đi với cái từ gì? Từ solve ở đây là giải quyết. Address ở đây cũng là giải quyết. Do ở đây có nghĩa là làm. Và make ở đây cũng có nghĩa là làm. Vậy chúng ta sẽ có cấu trúc gì? Thì cả lớp kia có cấu trúc là make an effort to verb. Đấy. Nỗ lực làm gì? Ok chưa? Vậy câu này chúng ta phải chọn đáp án giờ nhá. Giờ nhá. Nào câu số 25, câu số 25 em chọn được đáp án đúng là đáp án gì đây? 25 nào. Còn bao nhiêu câu nhỉ? Cô chữ nhanh nhé. Câu số 25. Carter was saying all the ring things with the smile when I knew couldn't trust him. Đúng không nào? Câu này có nghĩa là gì? Unreal, fake, artificial và false. Nào thì bây giờ nụ cười nào là gì đây? Carter thì saying all the right things, tức là Carter thì lúc nào cũng nói những cái điều đúng đắn. Mình có các bạn có hay có cái từ gì nhỉ, nói đạo lý, đúng rồi, lúc nào cũng nói đạo lý. Nhưng mà cái nụ cười của anh ta thì quá là, và tôi biết rằng là tôi không thể trust him, tức là tôi không thể tin tưởng anh ta được, đúng không nào? Vậy nụ cười này là nụ cười giả tạo. Vậy nụ cười giả tạo là gì? Unreal có nghĩa là không thật, không thật. Fake cũng có nghĩa là giả. Fake friend, mình có cùng là fake friend, bạn giả tạo, đúng không? Nào tiếp theo từ artificial cũng có nghĩa là giả, nhân tạo. Cái từ này hay đi cho cô về hoa nhé. Cái từ này hay đi cho cô về hoa. Hoa giả, răng giả, được chưa? Đấy. Còn từ false ở trong trường này cũng có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là hỏng lỗi, giả tạo. Nói chung là hỏng lỗi hoặc là giả tạo. Vậy thì câu này chúng ta sẽ lưu ý giúp cho cô đó là gì? Cái từ nụ cười ấy thì chúng ta lại dùng cho cô là false. His smile was so false. Tức là cái nụ cười của anh ta thì giả đến mức mà. Đấy, thì câu này chúng ta lại chọn đáp án giờ nhá. Unreal không thật thì ví dụ như là những cái tình huống, tôi đi với tình huống. Ví dụ như là kiểu giấc mơ, đây như kiểu một giấc mơ ấy, và tôi cảm thấy điều này không thật. It is unreal. Tức là cái đi thường đi với tình huống, ví dụ, ui, mày tao quen một cái anh đẹp trai ơi, đẹp trai xong kiểu chiều tao lắm, tao cảm thấy điều này không thật. Thì lúc đấy mình dùng từ unreal. Còn fake đấy, fake friends hoặc là ví dụ như hàng fake, như giày fake đúng không? Túi fake. Còn artificial là giả, là nhân tạo này, hoa, răng, các thứ. Đấy, artificial. Và cái từ false thì đây chúng ta đi với từ smile nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn đáp án giờ giúp cho cô. À, câu này đề này nói chung khá hay, cô sẽ cố gắng chữa cho mọi người thêm. Modernization, câu này nhìn một phát thì cũng ra ngay, câu này không cần phải nghĩ nhiều. Have contributed to later marriage. For example, as improvement in education and employment opportunities for women. Câu này dài quá. Đấy chưa?
Câu này thực ra khá dài nhưng mà làm khá nhanh. Câu này cô sẽ dịch cho em bằng tay, dịch ra nhé. Đầu tiên chúng ta có từ end. Khi có end thì đồng đẳng xảy ra. Vậy modernization thằng này là danh từ. Vậy chữ chấm đây cũng sẽ cần cho cô một cái danh từ, đúng không nào? Vậy danh từ ở trong trường này chúng ta nhìn một cái thì chúng ta sẽ chọn là đáp án A ngay lập tức, industrialization. Được chưa? Hai cái từ này, modernization có nghĩa là hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Vậy câu này cô dịch nhé. Câu này dịch này, hiện đại hóa và công nghiệp hóa, và công nghiệp hóa thì đã đóng góp cho later marriage tức là các cái cuộc hôn nhân sau này, cuộc hôn nhân sau này. Ví dụ đúng không? Ví dụ như là cái gì? Những cái cải thiện cơ bản, về giáo dục này, và employment opportunity tức là cơ hội việc làm cho phụ nữ. Đấy, được chưa? Thì đấy là về câu số 26 đáp án A nhá. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 27. Ok, chúng ta sẽ xử lý câu này. Câu này thì dễ, chúng ta nhìn một cái đi, câu này dễ. I read some old love letter while I was clearing out the cupboard. Nào chúng ta xử lý cho cô câu này. Không, nói chung là phrasal verb thì cũng sẽ có một câu. Nếu bạn nào không muốn học thì được, bởi vì nó chỉ có một câu thôi, vì nó học nhiều quá. I ran some old glove letters while we're clearing out a cupboard into on off across. Đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có từ đầu tiên là run into. Chúng ta sẽ nhận thấy đầu tiên là có từ run ở trên nhá, run ở trên nhá. Vậy chúng ta có từ là run into ở đây nhá. Viết hoa lên này. Run into ở đây có nghĩa là cái gì? Run into ở đây có nghĩa là làm sao? Va phải, đâm phải. Đâm phải ai? Cái gì? Tiếp theo trong trường hợp này em sẽ lưu ý cho cô mình có từ run on. Run đi cho cô với từ on có nghĩa là sao? Kéo dài không ngừng. Thế nên kéo dài không ngừng. Tiếp theo nữa chúng ta có từ run đi cho cô với từ off. Run off ở trong trường hợp này có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chạy trốn. Chạy trốn. Và chúng ta có từ run across đúng không nào? Run across, cái từ run across ở trong trường hợp này có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là tình cờ gặp. Đúng không? Đấy, bằng meet by chance hoặc accidentally. Đấy, có nghĩa là tình cờ gặp. Vậy thì tình cờ gặp, đúng không? Tôi đã tình cờ gặp một vài các cái bức thư thư tình cũ khi mà tôi đang lau dọn cái tủ, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án giờ nhá. Tình cờ gặp, bắt gặp cái gì đó. Ok chưa? Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 28 nào. Late 20th century criticism of urban led to new interest in the efficiency of urban centralization, management sprawl, respect và running. Nào, câu này khá là hay. Ok chưa? Ra được đáp án chưa? Nào, câu này có nghĩa là gì? Xử lý nhá. Thế kỷ late phase criticism ở trong trường này là những cái chỉ trích đúng không nào? Những cái chỉ trích đối với cả late 20th century, tức là đối với cả những cái gì? Đối với cả cuối thế kỷ 20 của cái việc mà urban ở đây có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là các cái đô thị dẫn đến một cái new interest. Ở đây chúng ta có từ led to có nghĩa là dẫn đến. Dẫn đến một cái new interest tức là một cái sự một cái mối quan tâm. Ở đây mình chỉ là một cái mối quan tâm. Một cái mối quan tâm. Trong cái việc efficiencies ở trong trường này có nghĩa là cái hiệu quả. Cái hiệu quả. Đúng không nào? Hiệu quả của urban centralization tức là quá trình tập trung đô thị hóa, đúng không? Cái này là quá trình tập trung, central là tập trung, vậy cái này mình sẽ dịch là gì nào? Là quá trình là tập trung hóa đô thị, tập trung hóa đô thị. Vậy chúng ta sẽ có những cái từ vựng gì? Câu này toàn từ khó luôn. Management nghĩa là quản lý. Tiếp theo sprawl trong trường hợp này ấy, nó có nghĩa là cái gì? Nó có nghĩa là từ này có nghĩa là em gọi là mở rộng nhưng mà lan tràn, một cách lan tràn tức là nó không được đẹp, nó không được thẩm mỹ,
Đấy, được chưa? Lan tràn nhưng mà không được đẹp, không được đẹp, không được thẩm mỹ lắm. Ok chưa? Và tiếp theo chúng ta có từ respect, có nghĩa là em tôn trọng. Và running ở trong trường này có nghĩa là em chạy. Vậy thì câu này phải là urban sprawl, cái sự lan tràn của cái việc đô thị hóa, đúng không nào? Tức là ví dụ như kiểu vùng nào cũng đô thị xong rồi tràn lan đây. Đấy thì chúng ta có từ sprawl nhá. Đây là câu số 20, từ này khá là mới, nói chung là hình này khá hay. Được chưa? Cố gắng nốt hai câu nữa. Cô làm nhanh này. Cái yêu cầu của chúng tôi, đúng không nào? Cái yêu cầu của chúng tôi rằng là mọi người ngồi thì đã bị ignore, tức là bị sao? Bị lờ đi, đúng không? Cái yêu cầu rằng everyone, đúng không? Thì cái câu này em nhớ giúp cho cô đó là cái gì? Mình sẽ có là dạng thức giả định, đúng không nào? Thì ở đây mình sẽ có my request that, tức là cái yêu cầu rằng, đúng không? Thì câu này chúng ta sẽ có my request that, giả định ở đây thì chúng ta cần giúp cho cô ở đây là lưu ý giúp cho cô đó là một cái dạng gọi là verb nguyên thể ở đây nhá. Câu này ở đây nó ẩn một cái động từ. Và cái mệnh đề này là có mệnh, nó cũng là mệnh đề quan hệ thôi. My request that, đúng không? Thì đi ở đây trong trường hợp này nó một cái cần một cái câu nhấn mạnh, cần một cái câu nhấn mạnh. Thì ở trong trường hợp này nhấn mạnh, ở trong trường hợp này thì lưu ý giúp cho cô đó là cái động từ này thường để cho cô một cái động verb nguyên thể. Đấy, cái yêu cầu rằng là mọi người ngồi, bởi vì ở đây là muốn có từ request là thức giả định, thì ở đây chúng ta cần giúp cho cô một cái verb nguyên thể với mọi ngồi. Đấy, còn nếu mà phủ định thì thêm cho cô chữ not. Đấy, đọc được chưa? Thì ở đây thế thì nó mới thể hiện được cái từ request. Chúng ta cũng có một cấu trúc tương tự như thế, đó là gì? Đó là chủ ngữ cộng cho cô với từ request, hoặc là ask, hoặc là suggest. Suggest, đúng không? Cộng cho cô với that, cộng cho cô với chủ ngữ, cộng cho cô với verb, cũng chưa nguyên thể. Chúng ta cũng có một cái cấu trúc như thế này nữa. Đấy, đối với một vài cái động từ. Và đặc biệt là request và suggest. Có một động từ nữa là động từ recommend. Recommend that. Thì động từ ở đây để cho cô nguyên thể. Được chưa nào? Vậy thì câu này bắt buộc chúng ta sẽ chọn đáp án giờ. Cái yêu cầu rằng mọi người ngồi nguyên tại chỗ thì đã bị lờ đi. Tức là mọi người cứ chạy tán loạn lên nhá. Thì đấy gọi là thức giả định. Câu số 30 nào. Just mentioning his ex-wife name was like waving the red rock in front of. Nào, xử lý cho cô nào. Nào, cô này đọc và dịch một tí nhá. Just mentioning, tức là chỉ cần đề cập đến gọi là tên, gọi là vợ cũ thôi. Thì giống như là chấm 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 một cái gì đây, giống như là anh ta làm điên lên, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm như thế này, nó giống như kiểu gọi là kiểu nhắc đến vợ vô cắm sừng chẳng hạn, đúng không? Trong trường hợp này buffalo tức là con trâu, đúng không? Horse ở trong trường này cũng có nghĩa là con ngựa. Pig ở trong trường này là con lợn. Bull trong trường này là con bò tót, đúng, Red Bull ấy. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn là đáp án gì? Chúng ta sẽ có một cấu trúc là like, giống như này, waving tức là giống như là vẫy cờ đỏ trước mặt con gì, trước mặt cái con bò tót, đúng không nào? Đấy, front of a bull, đúng không? Con bò tót. Thì chúng ta nhìn cái câu này chúng ta cũng đoán được mang máng, đúng không nào? Mang máng. Đấy, em vẫy cờ đỏ trước mặt con bò tót thì nó húc cho phát thì cô đi xăm luôn, đúng không nào? Thì tức là làm sao em trêu ngươi nó, em trêu ngươi, em chọc tức nó, đúng không nào? Là làm cho ai đó phát điên lên. Đấy thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án giờ nhá. Nhắc đến tên vợ cũ một cái là anh ta điên lên, đúng không nào? Đấy, xong chưa? Chắc bác này ra đề là sẽ sợ vợ. Nào, câu số 31. Now to his father threatened to punish him chấm chấm the truth, đúng không nào? Đấy. Câu này sẽ là câu gì đây? Câu đảo ngữ thôi. Nói chung là dạng câu đảo ngữ, đúng không nào? Vậy câu đảo ngữ này thì chúng ta sẽ có cấu trúc gì cho cô nào? Chúng ta sẽ cấu trúc là not until cộng cho cô với câu rồi mới đảo ngữ, tức là đảo ngữ ở vế hai, đúng không nào? Vậy thì câu này chúng ta sẽ nhận thấy là ở đây threaten nó là chia quá khứ, đúng không nào? Chia quá khứ. Vậy thì câu này thì chúng ta sẽ nhận thấy là gì? Dịch câu đã nhá, xem có cần phải lùi thì không đã nhá. Nó chưa là gì? Cho đến khi này, bố anh ta đe dọa là sẽ trừng phạt thì anh ta mới nói sự thật. Vậy chúng ta sẽ thấy một điều đó là gì? Đó là đe dọa trước rồi mới nói sự thật. Vậy cái việc nói sự thật này phải xảy ra sau cái hành động đe dọa. Vậy thì thằng này chia quá khứ thì thằng này không thể quá khứ hoàn thành được. Vậy câu A này sai.
Câu B này chúng ta sẽ không thấy đảo ngữ cho nên chúng ta cũng sẽ thấy sai, đúng không nào? Nhớ là đảo ngữ ở về sau, thằng này đảo ngữ ở về sau. Và câu giờ này, C này có đảo ngữ, còn câu giờ này không có đảo ngữ, đúng không nào? Vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án C giúp cho cô, C nhá. Ok, đấy thì đấy là câu số 31. Hôm nay cô đã cố gắng hết sức cho các em rồi nhưng mà cô vẫn chưa thể xong được với các em, chúng ta còn tận 8 câu nữa cơ, chưa xong được. Thế là có cái này chúng ta lấy nốt bài giải nhá. Ok, thì hôm nay cô đã xong với em, nói chung là đề này một cái đề khá là hay và mình đáng đi tham khảo nhá.